Chỉ một vài hộ dân không chịu di dời do không đồng ý với mức giá đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gần 5 hectare diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch dự án xây dựng bến bãi phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã bị ngừng thi công gần 2 năm nay. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động của nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Các hộ dân gây rất nhiều khó khăn cho công ty chúng tôi với diện tích còn lại chưa đến 1 hectare. Tuy nhiên lại gây cản trở cho việc mà chúng tôi ảnh hưởng đến khoảng 3 đến 4 hectare còn lại không thể đưa vào khai thác. Và các hộ dân khi trao đổi trực tiếp với lại doanh nghiệp thì đưa ra một cái mức giá đền bù rất cao, 5 đến 6 tỷ, cao hơn 20 đến 30 lần so với cái giá trị mà đền bù của nhà nước. Nhà đầu tư đã nhiều lần kiến nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã chỉ đạo huyện Cao Lộc khẩn trương xử lý vướng mắc để giải phóng mặt bằng. Mặc dù doanh nghiệp đã chấp nhận chi trả số tiền hỗ trợ cho các hộ dân này cao gấp đôi so với quy định, song vướng mắc vẫn chưa thể giải quyết. Đối với hai hộ dân đó thì chúng tôi đã trực tiếp lên để đối thoại, rồi là có tuyên truyền 4 lần. Chủ đầu tư cũng rất là trách nhiệm, là cũng đặt vấn đề là cũng ngoài cái kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định thì công ty sẽ đền bù gấp 2 lần. Tuy nhiên thì gia đình hiện nay đang chưa đồng ý. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã có cái việc là giao cho cơ quan chức năng của huyện rà soát toàn bộ cái hồ sơ đối với hộ gia đình để tổ chức cái buổi tuyên truyền, và sẽ có cái nội dung là nếu trường hợp mà khó khăn quá thì có thể tổ chức cưỡng chế trong giai đoạn tới. Giải phóng mặt bằng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hiện nay mấu chốt là mức giá đền bù và hỗ trợ tái định cư. Xung đột về lợi ích, người dân và doanh nghiệp đã không thể tìm được tiếng nói chung. Nếu chính quyền huyện Cao Lộc không có các biện pháp can thiệp nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên theo đúng các quy định của chính sách và pháp luật thì vướng mắc sẽ vẫn chưa thể có hồi kết.